Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với cả Game Action. Thì sau một tháng vắng bóng thì mình đã quay trở lại với tựa game Demon Slayer The Hinokami Chronicle. Thì cái tựa game này mình đắn đo suy nghĩ mãi, bởi vì là mình không biết là có nên mua cái tựa game này không để quay cho anh em xem. Và nếu mà mua thì liệu rằng quay anh em có xem không. Vậy nên là mình đã mất khá là nhiều thời gian đắn đo suy nghĩ, và cuối cùng thì mình đi đến quyết định là mua tựa game này để thứ nhất là vừa trải nghiệm cái cốt truyện của Kimetsu no Yaiba khi mà nó được cho vào game nó sẽ như thế nào. Thứ hai là mình sẽ muốn cho anh em xem những cái gọi là mới mẻ hơn so với cả One Piece Burning Blood. Cái kiểu nó cứ bị lặp đi lặp lại hoài, nó bị chán ấy, thì mình sẽ mang đến cho anh em xem cái tựa game mới hoàn toàn này. Nó mới ra mắt năm 2021 vào tháng 11 phải, tháng 11, và cũng là của Bandai Namco luôn đấy, sản xuất ra. Ok, đây là một cái gọi là những điệu nhảy hỏa thần. Nghe nói là đây là bố của Tanjiro thì phải. The fires of conflict rage on. Demons against humans. Ok, bây giờ thì mình sẽ đợi cutscene này xong rồi mình sẽ... Đây, Tanjiro đúng không? Within the blaze. Vâng, đánh thử đây. Ok. À, lý do anh em không nghe nhạc này đấy là mình tắt mẹ rồi. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất, cái tựa game Kimetsu no Yaiba này, kể cả mình có mua bản quyền thì nó vẫn có thể đánh bản quyền, nó vẫn có thể đánh bản quyền nhạc. Thế nên là mình sẽ tắt xừ cái nhạc đi để mình tránh cái bản quyền, và mình sẽ lồng cái nhạc gọi là chiêu chiêu cho anh em vào nhá. Rất xin lỗi bởi vì là mình cũng muốn cho anh em xem, nhưng mà nó không cho anh em ạ. Bởi vì là cái tựa game anime Kimetsu no Yaiba ấy, bản quyền nó căng quá. Mình sẽ vào vai Tanjiro Kamado. Đây là Sabito. Rồi, đây, ok. Mới vào game thì mình sẽ nhận xét là cái tựa game này nó khá giống với cả tựa game Naruto tome 4. Và cái đồ họa của nó cũng rất là đẹp, nó không phải là xấu đâu. Ok, chúng ta sẽ có đây là những cái màn hình chiến đấu. Thứ hai sẽ là màn hình chiến đấu của Boost và Ultimate. Thứ ba sẽ là những cái thanh nộ, Long, Medium và Short combo à? Ok. Ok, chúng ta sẽ được thử xem Light Attack thử nào. Ok. Ok, chúng ta đã được một cái attack, chúng ta đang học cách thở anh em ạ. Throw à? XY holding. À đây thôi rồi. Đó. Xuôi. Nó cũng đẹp đấy. Cũng ra gì đấy anh em ạ. Ok. Nó khá giống One Piece nhỉ. À, giống Naruto nhỉ. Ui. Đây là Edform Waterfall Basin. Úi xồi ôi, được quá nhở. Trông như kiểu Naruto các thứ nhở, nhưng mà cái tựa game này đồ họa nó cũng đẹp anh em ạ. Không phải là xấu đâu. Quickly input này. Ủa? Quickly input LS cộng X. Ô từ từ. Thích nào anh em. Thích mà. Đây là Waterfall Basin. Còn xuống là khoát qua này rồi nhỉ. Mình đang cố gắng học cách thở của Tanjiro. Ok.
quickly input. À đây rồi. Đây đây. Nhanh vào. Đó, phải dùng nhanh anh em ạ. Đó, phải dùng nhanh, phải dùng nhanh. Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ học đến boost. Đây là dash này. Dash để chúng ta né. Ui, bút bút bút. À, bấm đây này. Lao đến này. Sủa. Chạy vãi lều. Được quá nhờ. Cái này không phải vận trưởng anh em ạ, chỉ cần bấm Y một cái là nó sẽ ra trưởng luôn này. Đấy. Ok, bây giờ bấm LT để đưa Vinh bút. Cái gì đấy? Hóa khẩu à? Ui, các thứ mới thế nhở? Ok, chúng ta sẽ cho thằng này thở đúng cách luôn. Thở đúng cách như thế nào? Như thế này này, đẹp đấy. Đây rồi, đây là cắt xin được rồi. Úi da. Úi dồi. Tưởng nào, vừa mới thổi đúng cách xong thì nó đá cho gãy người. Unless you plan to lie down and die, there's nowhere else to go but forward. Now get up, grab your sword and face me again. Đứng dậy, nhặt kiếm và đánh bại ta một lần nữa. Đây, nó đang nhớ lại cái lời của ông Sakonji Urokuji. Đấy. Để cắt được nó, tôi cần đánh bại Sabito. Nhưng mà biết bao nhiêu lần chúng ta đánh nhau rồi. Cố gắng lên. Ủa, bên chính, dậy đi. Tại sao? Tôi đã làm gì sai? Lúc nào tôi cũng bị thua vậy. Tôi đang sống cái cuộc đời của tôi ngày qua ngày, làm tất cả những cái điều ở công việc với gia đình. Công ty nghèo nhưng mà tôi có những bữa ăn ngon. Tôi rất vui. Ủa? Chấm hỏi. Mình tiếp mẹ đi được không? Đánh lại này. Sổ buồn. Ủa sổ rồi. Bố lại chém cho gãy người luôn. Ô chết rồi. Đến lúc kết thúc cái chuyện này rồi, Tanjiro. Ô thở thở thở. Hơi thở của nước. Thức thứ tư. Ôi xổi rồi. Úi chà. Thôi sao rồi. Tanjiro là đây. Nhanh quá. Lão này đứt mặt nạ đi. Úi trời ơi. Mày đánh bại tao hơi nhiều, nhưng mà lần này thì mày biết ai mới là bố. Anh em thông cảm nhé, không có nhạc nền là gì là bị bản quyền ấy. Thế nên là mình muốn quay anh em xem cái này để nó không có bản quyền thì anh em sẽ xem được nhiều hơn và không bị cắt đi một tí nào cả. À
À đấy, mình quên đấy, quên đổi phụ đề tiếng Nhật đấy. Cho nó giống Weibo tí. Để tiếng Anh thì nghe nó hơi buồn cười đúng không? Nghe nó hơi kiểu English quá. Thì chúng ta sẽ đổi qua Japanese nhá. Ok. Vậy thì chúng ta đã đánh xong được một trận. Thì nếu anh em thích series này thì hãy ủng hộ mình bằng cách là nhấn like và bình luận ở phía dưới, để mình làm tiếp cái series này. Và chắc là mình sẽ kết hợp với cả live stream ở bên kênh Shonen Action nữa, để chúng ta có thể giao lưu cái tựa game này và cũng giao lưu Tết với anh em luôn. Những ngày nghỉ thì mình không biết làm gì cả. Ok, thì để ủng hộ mình làm tiếp clip tiếp theo thì anh em đừng quên nhấn like, bình luận ở phía dưới và đăng ký kênh cho mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.